Vâng, em chào các bác nhé. Này, nay thì em mới test bàn giao được cái đôi tép này cho anh khách. Anh đã đặt hàng cái đôi tép này nhé. À, hôm qua chủ nhật thì nha, là bên bên Viettel nó không sang lấy hàng, thì hôm nay nó mới sang lấy thì mới đóng gửi cho anh được. Với cũng có những cái đơn hàng trước đấy của các anh khách trước nữa thì cũng phải đóng, như tôi đóng trước đã. Đấy. Thì hôm qua anh đặt hàng thì hôm nay mới 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 test cho anh được nhé. Vâng. À, thì anh khách này là anh ấy ở anh này anh ở Kon Tum ạ. Kon Tum nhé, số đuôi điện thoại 3757 ạ. Đấy nha, bây giờ em sẽ lấy cái dây từ cái loa này. Đấy, đang test này, nó có tiếng này được chưa, em sẽ chuyển sang cái tép nhé. Em thử xem tép còn sống hay không cho anh. Đây. Cái tép thì đơn giản thôi, cái tép này thì là mình cứ cho đây là được thôi, nhưng mà cái này thì em đầu tiên em sẽ phải vặn nhỏ tiếng xuống trước đó nhé, sau em cho dần tiếng lên được. Đấy, bởi vì là cái tép này nó là dòng ấy, công suất nó có 20 mấy W rồi mà mở to ngay thì sợ nó đột ngột quá, nó có thể gây chết tép hoặc là gây gì đấy nhé. Này, tép đây lên này coi nhé. Vẫn nhỏ xuống này, mất tiếng này, to này. Tất nhiên cái tép này là chưa qua phân tần nha, nên là nó sẽ có cả các cái giải tiếng khác các bạn. Lặng lẽ mây bay, một người vừa quen nhau ta đã chốt thương. Ok nha. Xong một cái này. Cái bên này. Tép này CVK3181B nhé. Ok nhá. Thì đấy là hai cái chiếc tép của bác là nó vẫn sống bình thường nhé. Bây giờ thì bên em sẽ đóng hàng để gửi cái tép này về cho bác. Thì khi nào nhận được hàng thì bác thanh toán nó nốt cái tiền ship cho em. Xin chào bác.